đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai trang, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98. Kế tiếp nữa đó thì ai là cá voi đang thu mua thì có thể là một trong những cá voi nhiều người bây giờ đang nói đến đó chính là Luna Foundation. Tôi cũng đã từng chia sẻ thông tin với các bạn là do Kwon của Luna đó nói là hệ thống Luna muốn mua tổng cộng là bây giờ là mua trước uh, 3 tỷ đô la BTC rồi sau đó có thể mua lên tới là 10 tỷ đô la BTC. Họ mua cái số lượng Bitcoin này để làm gì? Để để vào hỗ trợ mạng lưới của họ củng cố thêm giá cả của hệ thống của Luna khi mà họ phát hành những cái đồng stablecoin như là ổn định thì các bạn thấy được là cái tài liệu mới nhất bây giờ đó cho thấy là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi cái ví của Luna Foundation đã lên tới 1,1 tỷ đô la rồi. Có nghĩa là chúng ta nhìn bên dưới này đó, tổng cộng họ đang lưu trữ là 24.954 bitcoin và đáng giá là 1,1 1 tỷ như mà Thùng mới vừa chia sẻ, họ đang tích lũy rất là nhiều. Bạn thì được đi giờ là tích lũy hầu như là 1 phần 3 của cái số lượng họ muốn là 3 tỷ rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ đây là thông tin cách đây 2 ngày. Hôm nay đó, các bạn lại thấy có thêm thông tin gì? Hôm nay có thêm thông tin là theo lại tiếp tục mua thêm 2.830 bitcoin nữa để củng cố cái giá trị của stablecoin của họ. Và yeah, hôm nay đó thông tin là có thêm 133,6 triệu đô la Bitcoin xuất hiện trong ví của Luna Foundation. Thì một điều rất thú vị đây đó là cái số lượng mà họ mua bán đó là nhiều người theo dõi blockchain cho thấy được là cái số lượng này mua bán ở trên sàn Binance chứ không phải là mua OTC dòng ngoài như là chúng ta đã từng nghe nói tới rất nhiều như là công ty Tesla hay là công ty MicroStrategy họ mua Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là khi họ mua đó không có ảnh hưởng nhiều đến giá cả tại vì họ mua OTC mua thỏa thuận dòng ngoài theo là thì lại khác bởi vì bây giờ đây nhiều người rất là chú tâm bây giờ đây nhiều người nói là có phải đây là một cái trend mới là những người mà thực sự lớn tiếng ủng hộ thị trường này mua số lượng lớn đó thì nếu như họ muốn thúc đẩy sự phát triển của giá cả thì cần phải mua trên sàn spot chứ không phải là mua OTC ngay cả một số những người mà chỉ thích Bitcoin thôi, những người mà có chủ nghĩa Bitcoin đó, nhiều người gọi là Bitcoin Maximalist. Như là họ chỉ thích Bitcoin thôi, họ nghĩ là tất cả đồng khác đó đều không có quan trọng, chỉ một mình Bitcoin quan trọng thôi. Ngay cả những người đó bây giờ đó cũng bắt đầu là nó tốt về Terra. Thì đương nhiên rồi họ đu chuyển chiều Bitcoin, Terra mua spot thì đẩy giá Bitcoin lên. Đây là điều mà ai mà chẳng muốn. Chúng ta thấy đó là ngoại trừ Terra thì còn ai đang tích tích lũy Bitcoin nữa, còn cá voi nào nữa thì uh, các bạn nhìn trên màn hình đó đây là tài liệu Bitcoin ETF của Canada đây là cái quỹ Bitcoin Purpose ETF là quỹ Bitcoin mà có Bitcoin thật sự giao dịch ở Canada hiện bây giờ. Thì các bạn thấy được gì? Các bạn đã thấy là ngay cả thời điểm mà chúng ta thấy được tháng 11 đó khi mà giá cả bắt đầu có cái sự đi xuống và bắt đầu nguội lại đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy một hiện tượng là gì? Bắt đầu là đầu tháng 2 thì chúng ta bắt đầu thấy quỹ này lại tiếp tục tích lũy thêm BTC và bây giờ đã tổng số lượng BTC họ tích lũy đó đã tăng lên rồi. Các bạn thấy được là họ đã lưu trữ lên tới 36.321 Bitcoin hiện tại và tại sao họ lại tích lũy BTC thì đây là cái quỹ Bitcoin ETF đương nhiên là họ mua thêm Bitcoin để phát hành thêm cái cổ phần của mình trên thị trường chứng khoán ở Canada thì đương nhiên là cái nhu cầu tăng lên cho nên họ mới tiếp tục thu mua thêm BTC đây là cái đơn vị cao vô thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và không chỉ nhân ở đây các bạn thấy là trên màn hình đó đây là tài liệu thống kê nguồn tiền mới nhất của tuần này các bạn thấy được đây là tài liệu được chia sẻ ngày hôm nay 28 tháng 3 tại Hoa Kỳ thì các bạn thấy được gì các bạn thấy được là hai tuần qua đó thì có cái số lượng tiền rút ra khỏi thị trường này nhưng mà tuần này thì ngược lại tuần này chúng ta thấy là có một cái thanh màu xanh cao hơn tất cả những thanh màu xanh chúng ta đã nhìn thấy trong năm nay có nghĩa là đây là cái tuần mà có số lượng tiền vào thị trường này nhiều nhất đến từ những quỹ đầu tư lớn như là chúng ta nói tới là quỹ gì giống như chúng ta nói tới là quỹ của Concept Physical 3iQ, 21Share, ProShare, ETC Group vân vân Tổng cộng là có tới 192,5 triệu đô la đã vào thị trường này tuần vừa rồi và họ vào những đồng nào các bạn thì được là thống kê cho thấy là phần lớn 97,8 triệu đô la có nghĩa là phần nửa số tiền này đã vào bên trong Bitcoin kế tiếp là chúng ta thấy được 87,1 triệu đô la là vào hệ thống của Solana thứ ba là Ethereum là có 10,2 triệu vào Ethereum còn lại nhỏ hơn đó là chúng ta thấy được Cardano 1,8 triệu, Polkadot 1,2 triệu, Ripple nên thì chúng ta có cái số lượng rời khỏi là khoảng chừng là 1 triệu đô la cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà các bạn thấy là bây giờ đó thì Bitcoin những quỹ này lưu trữ là 38 tỷ rồi Ethereum biến hàng thứ nhì là 13 tỷ cách xa những đồng khác như là các bạn thấy là Binance, Solana thì con số nhỏ hơn rất nhiều Nhưng mà đây là dấu hiệu kế tiếp Thuận muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đang có những quỹ đầu tư Chúng ta đang có những cái quỹ ETF, chúng ta đang có ngay cả những dự án như là Terra đang thu mua BTC hiện tại Cho nên Thuận cũng có cái lòng tin về cái sự phân tích này ở trên Crypto One là chúng ta đang thấy Cái sự tích lũy của những đơn vị lớn hiện bây giờ chứ không phải là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ Nói tới đây thì cũng có một số những thông tin tốt ngày hôm nay Như là các bạn thấy được là Deutsche Bank Thì Deutsche Bank đó đã đưa ra một cái nhận định Là khi mà Instagram đó phát hành NFT Các bạn có thể biết là Instagram nói là họ sẽ có cái ứng dụng NFT Họ sẽ cho các bạn tạo NFT không biết mua bán như thế nào ở trên Instagram Nhưng mà khi điều đó xảy ra đó Thì Deutsche Bank nghĩ đây là cái bước rất là cần thiết Để có thể là bình thường hóa thị trường crypto này các bạn thấy được là họ ước tính á, chỉ tính riêng là thị trường NFT thôi đã có thể lên tới là 1.000 tỷ 1.000 tỷ đô la chỉ tính riêng thị trường NFT thôi các bạn thấy được là đôi trời ban rất là bullish về NFT Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Đối với Thuận đó thì các bạn đã thấy được là thật ra các bạn đầu tư đồng này hay đầu tư đồng kia các bạn thích bitcoin các bạn thích ethereum các bạn không thích memcoin thực ra các bạn nên hiểu đó là nếu như mà chúng ta muốn thị trường này có cái sự lan tỏa rộng đó thì bất cứ cái gì có thể đem người ta đến thị trường này thì chúng ta nên ủng hộ cái đó cho nên các bạn thấy được là khi mà nhiều người trước đây không thích memcoin nhưng mà các bạn đừng nên uh, bỏ qua cái sự quan trọng của memcoin vì meme coin gì dogecoin gì new, cho nên mới dẫn thêm rất nhiều người tham gia vào thị trường này. Thuận biết một số bạn chỉ tham gia thị trường này từ meme coin mà thôi có nghĩa là họ chưa đầu tư bitcoin, họ chưa hiểu Ethereum nhưng mà họ biết đến thị trường này và họ tham gia thông qua những cái ứng dụng như là Robinhood, Weibo Tại vì sao? Tại vì meme coin cho nên các bạn thấy được là người ta đi theo thị trường này đó thì đi vào thị trường này từ nhiều cái các khác nhau từ nhiều cái loại tài sản khác nhau không phải chỉ riêng bitcoin, ethereum, solar là những cái mà lớn đâu mà những cái như là nft những cái như là meme coin đóng góp cái vai trò rất là lớn trong việc kéo theo nhiều người mới trong thị trường tài chính vào trong thị trường crypto và nhiều người thực sự không tham gia thị trường tài chính cũng có thể à, vì cái sự hứng thú liên quan tới meme coin, nft vào thị trường crypto này cho nên thường thì lúc nào cũng ủng hộ bất cứ một cái phong trào nào đem thêm người vào trong thị trường này. Một người khác nữa đó chính là các bạn thấy Robert Kiyosaki, tác giả của quyển Cha giàu cha nghèo. Thì các bạn đã thấy ông ta thường hay đưa ra những cái thuyết nhưng mà kết thúc những thuyết đó lúc nào cũng nói là mua vàng, mua bạc, mua bitcoin. Nhưng mà hôm nay đó lại có thêm nữa các bạn thực là cũng nói về một số những điều liên quan tới lạm phát liên quan đến chính trị thường cũng không muốn chia sẻ nhiều ở đây nhưng mà các bạn thấy kết thúc đó hôm nay không chỉ nói là mua vàng mua bạc mua bitcoin mà còn mua ethereum mua solana các bạn thấy được là ông ta nói là mua ethereum mua solana mua bitcoin mua vàng mua bạc trước khi mà có chiến tranh thế giới thứ ba thì uh, mua bitcoin thì cũng hiểu nhưng mà mua solana và ethereum thì cái đó thường cần phải xem lại và chúng ta nghe nói tới khá nhiều người mua gần đây nhưng mà có một người mà chúng ta không nghe nói tới đó chính là michael saylor của michael strategy thì không biết sao gần đây đó Thuận không nghe nói tới là Michael Saylor lại thu mua Trước đây thì rất là mạnh tay Nhưng mà tôi nghĩ là đối với lại cái việc thu mua Bitcoin đến từ Luna bây giờ đó Thì nhiều người sẽ có cái sự suy nghĩ là nếu như mà thật sự ủng hộ như là Michael Saylor đó Thì nên mua spot để mà ủng hộ mọi người chứ đừng có mua OTC Còn một người khác nữa mà chúng ta ít nghe nói đến gần đây đó Nhiều bạn có hỏi Thuận là liên quan đến uh, tổng thống này Berkeley của El Salvador cũng không nghe nói mua gần đây Thật ra đối với El Salvador đó thì họ đang bận về cái việc là phát hành cái trái phiếu Bitcoin núi lửa cho nên à, tôi nghĩ là hiện bây giờ cũng à, là điều quan trọng nhất đối với họ, phát hành trái phiếu này rồi đó họ sẽ có ước tính là khoảng chừng 500 triệu đô la để mà đi thu mua Bitcoin. Tôi nghĩ là bây giờ họ đang chú tâm vào cái vấn đề đó và họ sẽ dùng cái số tiền để mà thu mua thêm Bitcoin. kế tiếp đó các bạn thấy là thông tin đến từ nước Nga đi. Thì à, nước Nga trong thời gian ngắn thôi, trong thời gian chỉ có khoảng chừng 6 tháng đã thay đổi 180 độ rồi các bạn thấy là 6 tháng trước đã nghe phong phanh những thông tin là họ muốn cấm crypto, cấm đào Bitcoin vân vân. Rồi sau đó họ đã nói là không cấm chỉ muốn ra luật thôi, bây giờ lại tiếp tục tiến tới và họ nói là họ không những là không cấm gia luật mà còn muốn ủng hộ cái việc là phát triển đào Bitcoin ở nước Nga hiện bây giờ. Gần đây thì Nga rất là bullish về thị trường crypto này và rất là coi trọng cái vị trí của Bitcoin và crypto đối với lại nền kinh tế của nước Nga. Và đây cũng là một cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Rayscale CEO. Thì Rayscale CEO đó nói là hiện bây giờ có khoảng là 800.000 chương một đang chờ đợi cho cái quỹ GBTC, cái quỹ TraceScale Bitcoin Trust có thể chuyển đổi thành Spot ETF. Thì bây giờ đó, TraceScale đang chờ đợi SEC duyệt cũng như là nhiều những dự án khác. Nhưng mà TraceScale khác một chỗ là họ đang lưu trữ rất nhiều Bitcoin rồi. Tại vì họ đã có sẵn cái quỹ đầu tư TraceScale Bitcoin Trust. Họ muốn chuyển cái quỹ đó trở thành một cái uh, Spot ETF. Thì chúng ta thấy đó là khi nào mới có kết quả thì chúng ta thấy được là kết quả đó sẽ có vào tháng 7 ngày 6 tây của năm nay thì tháng 7 ngày 6 tây của năm nay nếu như mà SEC đó không chấp nhận đó thì Rayscale nói là họ có thể là sẽ kiện SEC lại sẽ có thêm một cái vụ kiện nữa tại vì Rayscale không giống như những cái công ty kia bị bác bỏ rồi họ sẽ chờ đợi cái đợt kế tiếp nhưng mà Rayscale đó hiện bây giờ họ đang ngồi chơi một đống lửa các bạn thấy được là Rayscale đang lưu trữ rất nhiều BTC đây là cái thống kê cái số lượng Bitcoin được lưu trữ của Rayscale thì các bạn đã thấy hiện bây giờ đã ước tính dựa theo class là Rayscale lưu trữ tổng cộng là 641.000 Bitcoin hiện tại hiện bây giờ con số rất là lớn luôn và tại sao họ lại có nhiều Bitcoin như vậy các bạn đã thấy được là bao nhiêu năm qua Rayscale là một trong công ty mà đã bắt đầu lưu trữ Bitcoin và phát hành cái chứng khoán của mình đó, thường nhớ đã từ năm 2014-2015 gì rồi nhiều năm rồi họ liên tục lưu trữ và các bạn thấy được là khi mà họ lưu trữ Bitcoin như vậy đó, thì họ có thể phát hành cổ phiếu của mình và người ta có thể bỏ tiền để mua cổ phiếu và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cũng giống như là một cái cổ phiếu được thế chấp bởi Bitcoin gì đó, nó không hẳn là một cái Bitcoin ETF. Nhưng mà các bạn thấy được là bắt đầu từ thời điểm ngày 23 tây tháng 2 của năm ngoái tới bây giờ đó lại không có thêm BTC, tích lũy bởi BTC. Bây giờ chúng ta nói tới quỹ Purpose ETF, chúng ta nói tới những cái quốc gia, chúng ta nói tới những công ty tích lũy Bitcoin. Bây giờ thôi chứ còn cách đây 2-3 năm nữa đơn vị tích lũy nhiều nhất. Đó chính là đơn vị Drayscale. Các bạn thấy họ tích lũy rất là nhiều BTC hiện bây giờ. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái đã có nhiều sản phẩm hơn, nhiều ngân hàng ủng hộ và hỗ trợ thị trường này. Chúng ta đã có Bitcoin ETF ở Canada. Và đó là spot ETF cho nên nhiều người thì sử dụng ETF đó và họ không cần phải đi thu mua cái cổ phiếu của Grayscale Tại vì đây là cái cổ phiếu có Bitcoin thể chấp mà thôi Cái giá trên thị trường cũng không có tốt lắm Và các bạn thấy được là có phải họ bán bớt một số Bitcoin hay không Tại vì nhìn cái đường màu xanh này thì đi xuống theo thời gian thì không phải đâu Cái số Bitcoin này theo luật đó là không thể bán được Chỉ có thể giữ trong quỹ mà thôi Và cái quỹ đó, đó dùng để mà hỗ trợ giá của cái cổ phiếu GBTC trên thị trường Chứng khoán để mà mua bán Và tại sao mất đi từ từ đó là Tại vì cái quỹ này họ cần phải có Chi phí cho nên mỗi năm Mỗi tháng họ sẽ trừ một phần Bitcoin Coi như là chi phí quản lý quỹ Nhưng mà bây giờ họ đang ngồi trên rất nhiều Bitcoin Bây giờ là 641 Nhà Bitcoin và họ không có phát triển được nữa Các bạn thấy được là bây giờ đó Thì cái giá của cổ phần GBTC So với cái giá Bitcoin Tính tương đối đó đã giảm 26,22% rồi Nhưng mà nào mà theo thị trường này một thời gian đó giống như là từ năm 2018 đó các bạn thấy được là nhiều khi trước đây đó chúng ta thấy là nhiều đợt đó cái phần trăm của GBTC có thể lên tới là lãi tới 50 60 thậm chí là cả trăm phần trăm lần có thể nói được là chỉ cần để Bitcoin vào trong quỹ này lấy cổ phiếu đó chờ một thời gian bán ra là lời rất nhiều rồi cho nên quỹ này đó mới phổ biến và có nhiều Bitcoin lưu trữ như vậy nhưng mà cho tới bây giờ đã hầu như là một cái quỹ đứng yên một chỗ cho đến khi nào mà họ có thể thành công chuyển hết số lượng Bitcoin này trở thành Bitcoin ETF vì lý do đó, đó sẽ không có gì quá lạ nếu như mà SEC không chấp nhận cho GBTC chuyển thành một cái Bitcoin ETF đâu Những cái công ty khác đó họ không được chấp nhận Thì họ phải chờ thêm mà thôi Chứ còn GBTC không được chấp nhận Họ đang cầm rất nhiều Bitcoin mà không làm gì được Thì cái tổn thức rất là cao Cho nên về việc họ muốn kiện SEC cũng là điều dễ hiểu mà thôi Chúng ta nói tới đây để nhìn vào một số những tài liệu on-chain đi Thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin đã một lần nữa đã chuyển qua là rời khỏi nhiều hơn là nạp vào Tuy nhiên cái con số này cũng không có cao lắm nhưng mà sau khoảng chừng 5 ngày có thêm mình con xuất hiện trên sàn đó thì chúng ta đã thấy được là cái xu hướng đã đổi ngược trở lại và khi chúng ta nhìn vào cây đường màu xanh trên màn hình đó là cái số lượng bitcoin ở trên những cây sàn giao dịch thì các bạn sẽ thấy được là sau vài ngày có cái sự tăng trưởng lên một chút thì bây giờ cũng đã coi như đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua và bắt đầu lại có xuống đi xuống nữa cho nên không mới nói được là gần đây đó chúng ta cho dù là có thấy một số bitcoin tăng thêm trên sàn nhưng mà điều này cũng không có ý nghĩa gì đâu dài hạn dài hạn thường mình nghĩ là xu hướng sẽ càng ngày càng ngày có càng ít bitcoin trên sàn hơn kế tiếp đó là chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu liên quan đến uh, ClassNo đi thì ClassNo bây giờ đó, dựa theo uh, thống kê như bạn cũng thích xem thông tin này dựa theo thống kê đó thì ClassNo bây giờ là khoảng 80% phần trăm là có lãi hiện bây giờ cái số lượng Bitcoin không bây giờ trên thị trường tính theo ClassNo vẫn chưa phải là cao lắm cao lắm là thường là các bạn thấy là phải trên cái mức là 85% phần thường thì vẫn thấy được đây là một mức vẫn còn là thấp chuyển qua nói tới Ethereum đi thì Ethereum có những thông tin gì ngày hôm nay các bạn thấy được là trên màn hình đó đây là cái tài liệu trong vòng 5 năm qua. Thật ra chúng ta chỉ cần nhìn cái tài liệu này trong thời gian để thường xem coi ngắn hơn 12 tháng qua là được rồi. Trong vòng 12 tháng qua thì cái à, sự tìm kiếm cái từ Ethereum Merge đã tăng lên cái mức cao nhất. Có nghĩa là gần đây đột ngột rất nhiều người đi tìm kiếm cái từ khóa Ethereum Merge. Tại sao? Tại vì các bạn thấy được Ethereum sắp sửa có cái Ethereum có nghĩa là cái... À, kết hợp giữa hai mạng lưới Ether 1 và Ether 2 và sẽ chuyển qua thành hệ thống Proof of Stake. Cho nên bây giờ rất nhiều người quan tâm đến và hầu như đây là một cái thông tin được rất là nhiều nhà đầu tư truyền thống quan tâm. Cho nên cái số lượng người tìm kiếm Ethereum nó tăng lên trong thời gian gần đây. Và nói tới Ethereum đó thì các bạn thấy được giá cả cũng rất là tốt. Chúng ta thấy được là giá Ether bây giờ một lần nữa đó là ở cái mức là 3387 và nói tới Ethereum thì các bạn thấy được khác với lại BTC cho dù là gần đây có sự tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được Ethereum liên tục và liên tục rời khỏi sàn nhất là trong vòng hai tuần qua các bạn thấy rất nhiều những thanh màu đỏ xuất hiện và rất là dài có nghĩa là rất nhiều Ether rời khỏi sàn và chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình đó tương tự như là Bitcoin đây là cái số lượng Ether còn lại trên sàn thì khác là Bitcoin thậm chí chúng ta thấy được là cho dù giá tăng nhưng mà Ether lại tiếp tục tiếp tục mất đi trên sàn và thường cũng dành mỗi thời gian để mà tìm hiểu tài liệu trên DeFi Lama để xem coi là mạng lưới nào đang được ưa chuộng nhất, có nhiều tiền nhất lóc lại trong những cái ứng dụng phi tập trung thì các bạn thấy được đứng đầu bây giờ vẫn là Ethereum và cái sự khác biệt rất lớn luôn khi mà các bạn nhìn vào Ethereum đó là cái số lượng tiền lóc lại trên mạng lưới đó TVL là 127 tỷ trong khi mà cái đồng đứng thứ nhì đó là theo Luna mạng lưới này chỉ có 27 tỷ mà thôi có thể nói được là cái sự khác biệt giữa Ethereum và những đối thủ đó khi chúng ta tính tới cái số lượng những cái ứng dụng và cái số tiền lóc lại đó thì khác xa rất là nhiều. Các bạn thấy được là kế tiếp đứng thứ ba đó là Binance Smart Chain chỉ có là 13 tỷ, nghĩa là khoảng chừng phân nửa của Terra mà thôi. Avalanche chỉ có 10 tỷ, Solana là 7,4 tỷ, Phantom 6,5 tỷ, Tron 4,6 tỷ, Polygon Matic là 4,1 tỷ. Wave là 3,6 tỷ và các bạn hay Chronos cũng như vậy đó chính là đồng CEO. Còn về Cardano ADA thì ra sao? Các bạn hiểu ADA thì đứng hàng thứ 25. Bây giờ đã cũng mới đầu phát triển mà thôi. Chỉ có 321 triệu trên mạng lưới của Cardano hiện tại. Nói tiếp Polygon đó thì Polygon có hai cái update mà Thùng cũng không thấy nhiều thông tin lắm mà nhiều người cũng đang nói tới cho nên Thùng muốn chia sẻ với các bạn là Polygon nó sẽ có hai cái update. Update đầu tiên đó là Mobile Burning và thứ nhì là Token List. Thì các bạn biết là mạng lưới Polygon thì cũng đã có một cái chế độ đốt EIP 1559 tương tự như là Ethereum tại vì Polygon là mạng lưới tương hai của Ether mà thì cái tốc độ đốt không có nhiều như là Ethereum nhưng mà cũng đốt trong thời gian qua đó là chúng ta nhìn trên màn hình đó, tổng cộng là 607.121 đồng mai được đã bị đốt đi và chúng ta có thể là nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ đó là ước tính mỗi một năm đó là 0,27 của ma được sẽ bị đốt đi và cái cập nhật hôm nay đã không phải là đốt thêm mà cái cập nhật hôm nay đó là đưa ra một cái bộ điều khiển cho những cái ví có thể tích hợp về cái số lượng Polygon bị đốt đi để có thể ước tính cái phí gas nó chính xác hơn Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì nữa đó là họ nói họ sẽ ra mắt một cái gọi là token list Thì thương hiểu token list là một cái danh sách token được phát hành ở trên Matic Và có một số những thông tin đi kèm Để cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu đầu tư thì có thể dễ dàng tìm hiểu hơn đó là thông tin liên quan tới Polygon Và cuối cùng là thông tin liên quan đến Ripple, XRP, dự kiện đến đâu rồi Khi nào kết thúc thì có một thông tin không được tốt lắm thì muốn chia sẻ với các bạn là thông tin bây giờ đó là có một cái sự tranh cãi về thời gian tìm hiểu về cái vụ kiện này một bên đó là Ripple thì Ripple nói đó là có hai cái điều cần làm rõ thứ nhất đó là XRP có phải là chứng khoán hay là không và thứ nhì nữa đó là lời phát biểu của giám đốc Hinman của SEC đó về y từ không phải là chứng khoán cách đây 2 năm đó thì có hiệu lực như thế nào về phương diện pháp lý thì công ty Ripple nói là không cần phải chờ đợi để xử lý cả hai cùng một lúc mà cả hai chúng ta có thể là đi trên hai cái tiến trình khác nhau để có thể kết thúc cái vụ kiện này nhanh chóng hơn SEC đó thì không chấp nhận như vậy. SEC có nghĩa là ban quản lý của công hoa kỳ thì nói là cả hai là một, cần phải làm rõ cái vai trò của giám đốc Hinman cũng như là điều này sẽ ảnh hưởng đến uh, SEC nghĩ XRP là chứng khoán hay là không phải. Nếu như mà bây giờ đó là đang chờ đợi là chúng ta thấy là cái thẩm phán đang xem coi là bên nào đó thì nói có lý hơn. Nếu như mà thẩm phán nghiêng về bên SEC có nghĩa là nói phải làm rõ cả hai của một lúc thì cái khả năng chúng ta có thể thấy cái vụ kiện này kết thúc hè năm nay là rất là thấp luôn chúng ta thấy được là bây giờ mọi người đang hy vọng là vụ kiện này sẽ kết thúc vào khoảng chừng tháng 8 của năm nay là hè của năm nay nhưng mà nếu như mà SEC thành công thuyết phục thẩm phán là chúng ta cần phải làm rõ tất cả mọi việc trước khi mà kết thúc cái vụ kiện này thì khả năng nhiều khi kết thúc năm nay cũng không có luôn cho nên đây là điều mà không tốt lắm mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn và là tất cả những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới các bạn có thể nhận được những ưu đãi rất là hấp dẫn đến từ thuận capital như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus cũng như là được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và các bạn cũng có thể tham gia vào sàn FTX được giảm 10% phí giao dịch hay là sàn Binance được giảm tới 20% cái phí giao dịch và những sàn khác như là sàn Margin FX hay là sàn Asaniax và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ứng dụng lending có lại nổi tiếng như là Nexo hay là BlockFi hay là các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng crypto khoan hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain tất cả những cái bonus chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn